Thưa quý vị và các bạn, những ngày này liên tiếp có những đợt không khí lạnh tràn về, gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân, nhất là đối với học sinh bậc mầm non. Vì vậy, trường Mầm non Tân Phúc đã chú trọng các biện pháp phòng chống rét cho trẻ, đảm bảo cho trẻ có sức khỏe, vừa học tập để vừa vui chơi. Trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường, Ban giám hiệu trường Mầm non Tân Phúc đã chủ động triển khai biện pháp phòng chống rét cho trẻ. Các giáo viên đứng lớp phối hợp tích cực với các bậc phụ huynh, thông tin tình hình thời tiết để có biện pháp chăm sóc bảo vệ bé tốt nhất trong thời tiết giá lạnh. Nhiều cháu được ông bà chăm sóc do cha mẹ đi làm ăn xa, ông bà chưa cập nhật được tình hình thời tiết và có sự chăm sóc trẻ chưa hợp lý. Vì vậy, mỗi lần đưa đón trẻ, các cô luôn nhắc nhở ông bà cách giữ ấm cho cháu khi ở nhà. Và cái công tác mà chăm sóc sức khỏe cho trẻ ở trường mầm non là một là khâu quan trọng nhất, đứng hàng đầu về cái công tác mà cho trẻ đến trường đến lớp ở trường mầm non. Vì vậy mà vào cái mùa đông ấy là cái mùa mà thường xảy ra những dịch bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu nhiều nhất, thì vào cái mùa bắt đầu vào mùa đông thì nhà trường cũng đã quán triệt đến các cái giáo viên chủ nhiệm đến các lớp về cái khâu giữ ấm cho trẻ vào mùa đông và phòng chống một số bệnh tật mà thường xảy ra vào mùa đông. Thì đối với bản thân tôi là một giáo viên đứng lớp lớn thì tôi đã nắm bắt được những cái phương pháp về tuyên truyền đến các bậc phụ huynh và cái phương pháp chăm sóc sức khỏe cho trẻ tại trường lớp của mình. Thì trong đó có các cái khâu như là khâu chăm sóc về dinh dưỡng, là về ăn uống cho cháu bán trú ở trường. Cái thứ hai nữa là về cái khâu chăm sóc sức khỏe về giữ ấm cho cá nhân trẻ. Cô giáo Nguyễn Thị Lan, hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm, hiện nay trường Mầm non Tân Phúc có 25 nhóm lớp với 400 cháu học tập tại 4 khu Tân Thành, Tân Phong, Tân Lập và Tân Sơn. Cả 4 khu đều tổ chức cho học sinh bán trú. Từ đầu năm học, nhà trường đã rà soát kiểm tra cơ sở vật chất, đảm bảo tất cả các lớp học đều có đầy đủ hệ thống cửa chắn gió lùa, điện chiếu sáng. Các trẻ được mặc ấm hàng ngày, mỗi khi ngủ phải đảm bảo có đệm, chăn ấm. Các bé được ngồi học trên tấm lót trải sàn. Các bữa ăn hàng ngày của các cháu được chú trọng, thực đơn luôn thay đổi, cải thiện, điều chỉnh khẩu phần ăn. Các bé được tăng lượng đạm, đảm bảo chất dinh dưỡng, thức ăn luôn đảm bảo nóng sốt. Từ nước uống đến nước vệ sinh trong mùa đông đều sử dụng bằng nước ấm. Khi nhiệt độ xuống thấp, nhà trường hạn chế tổ chức hoạt động ngoài trời. Các thông tin dự báo thời tiết cũng được nhà trường theo dõi cập nhật để chủ động biện pháp giữ ấm cho trẻ. Do có sự chuẩn bị chu đáo nên công tác bảo vệ sức khỏe cho trẻ tại nhà trường trong những ngày mùa đông giá rét luôn thực hiện tốt. Nhà trường không có trẻ nghỉ học do ốm đau bệnh tật do thời tiết. Tuy nhiên, không chủ quan với tình hình thời tiết như hiện nay, các cô giáo của trường Mầm non Tân Phúc vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp thiết thực cụ thể để làm tốt công tác giữ ấm cho trẻ, đảm bảo duy trì tốt nền nếp học tập, sĩ số trẻ khi đến lớp.